Xin chào, chào mừng các bạn đến với Yoga by Sophie. Mình là Sophie. Video này là bài tập thứ 2 tập cơ bụng trên trong series 5 bài tập cơ bụng được phát sóng trên kênh Yoga by Sophie. Các bạn hãy tập series 5 bài tập cơ bụng này hàng ngày và lặp đi lặp lại để có một cơ bụng khỏe và săn chắc nhé. Và bây giờ để bắt đầu, chúng ta hãy nằm xuống thảm. Co hai gối lại. Bài tập đầu tiên có tên gọi là lướt bụng. Hai bàn tay chạm nhẹ vào hai gót chân, hai tay đặt lên đùi. Hãy sử dụng cơ bụng trên của mình để nâng ngực và vai lên, nhấn thắt lưng xuống sàn. Hít vào, nâng lên, thở ra. Thở ra đây. 10 lần bắt đầu. 10, mắt nhìn rốn. 9, 8, 7, hóp bụng lại, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, lần cuối cùng, lên và giữ ở đây. Mắt nhìn xuống rốn, hóp chặt cơ bụng của mình lại. Nâng vai lên, thắt lưng của bạn vẫn chạm sàn. Sờ vào cơ bụng trên, mình thấy cơ bụng trên của mình rất là cứng. 10, 9, cằm chạm vào ngực nào. 8, 7, 6, nâng vai lên. 5, hít thở sâu. 4, 3, 2, và 1. Rồi, từ từ đặt đầu chạm xuống sàn, hai tay chạm xuống thảm. Chúng ta hãy nâng hai chân hướng lên trời, gối và hông thẳng hàng với nhau. Các bạn mới có thể hơi co nhẹ gối lại. Rồi chúng ta hướng mũi chân của mình xuống sàn. Chúng ta sẽ sử dụng tay của mình và nâng ngực lên, chạm vào mũi chân. Tay phải chạm mũi chân trái, mắt nhìn rốn nha các bạn. Rồi hạ tay phải xuống, nâng ngực tay trái chạm mũi chân phải. Rồi chúng ta bắt đầu 10 lần cho mỗi bên. Hít vào lệ. 10, 10, 9, 9, mắt nhìn rốn ạ. 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, hóp bụng vào. 3, đừng nín thở. 2, 2, 1, giữ ở đây. Nhìn rốn. 10, 9, nâng vai phải cao lên. 8, 7, nhấn thắt lưng xuống. 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ vai phải xuống. Nâng vai trái lên, tay trái chạm mũi chân phải. 10, hóp bụng. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hạ đầu xuống. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai tay chạm vào mũi chân 10 lần. Bắt đầu, hít vào, lên. 10, thở hết ra đây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giữ. 10, 9, hóp bụng lại. 8, 7, 6, hít thở sâu. 5, 4, mắt nhìn rốn. 3, 2, 1. Đặt đầu và tay xuống, co gối, chân chạm sàn. Hai tay chạm nhẹ vào gót chân. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập crunch gấp bụng rất là quen thuộc. Hai bàn tay của bạn đặt sau gáy nhé, để mình nâng đỡ cho cổ của mình. Rồi từ từ chúng ta nhấn cái thắt lưng của mình xuống sàn trước. Sau đó bạn sẽ sử dụng cơ bụng trên để nâng ngực và vai lên. Bắt đầu. Hít vào, lên, thở ra. 10,
9. Hóp bụng lại. 8. 7. 6. Bạn hãy tưởng tượng là đây là điểm A và điểm B mình. Khi mình nâng cái ngực lên thì hai điểm A, B của mình nó sẽ chạm và hướng về nhau. Rồi, bắt đầu tiếp nào. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Giữ ở đây. 10. Điểm A và điểm B, cơ bụng trên và cơ bụng dưới lại gần nhau. 9. 8. Nhấn thắt lưng xuống. 7. Hóp bụng và hít thở sâu. 6. Mắt nhìn rốn. 5. 4. Cao vai lên. 3. 2. 1. Đặt đầu xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ tập bài tập bicycle crunch, hay còn gọi là đạp xe trên không. Hai tay đặt sau gáy, rồi bạn sẽ nâng gối lên, gối thẳng hàng với hông. Từ từ chúng ta đưa cùi chỏ phải chạm vào gối trái, rồi duỗi gối phải ra như vậy, mắt nhìn xuống rốn bạn nhé. Hít vào giữa, cùi chỏ trái chạm gối phải, thở ra. Bắt đầu 10 lần mỗi bên nào. Hít vào, lên, thở. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, giữ ở đây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, nâng vai phải cao lên. 4, 3, 2, 1, trở về, hít sâu, cùi chỏ trái chạm gối phải. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, từ từ đặt đầu xuống. Bây giờ chúng ta sẽ duỗi hai gối của mình ra, chân cách sàn 45 độ. Từ từ bạn nâng ngực cằm lên, cằm chạm vào ngực, mắt nhìn rốn. Giữ ở đây. 10, 9, 8, hít thở sâu. 7, hóp bụng lại. 6, nâng vai lên. 5, nhấn thắt lưng xuống. 4, 3, 2, 1. Rồi, từ từ đặt bàn chân chạm xuống sàn. Bây giờ chúng ta sẽ vào tư thế cái cầu, hai bàn tay chạm vào gót chân, đan hai tay với nhau, nhấn bàn tay xuống sàn. Hít vào, nâng hông cao lên, đẩy ngực về phía cằm, mắt nhìn rốn, căng giãn lồng ngực và ổ bụng. Giữ ở đây một chút, thư giãn cho bụng của mình. Rồi, từ từ đặt hông chạm xuống sàn, ôm hai gối, đưa gối hướng về trán, mắt nhìn rốn. Rồi đặt bàn chân xuống sàn, thư giãn cơ bụng, nghiêng gối phải, trái, phải, trái, rồi phải, và trái, phải, trái. Rồi trở về giữa, nhẹ nhàng nâng ngực ngồi dậy. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập cho cơ bụng trên. Đây là video thứ 2 nằm trong series 5 bài tập cơ bụng được phát sóng trên kênh YouTube Yoga by Sophie. Nếu các bạn yêu thích video clip này, hãy nhấn nút like, comment, share và đừng quên đăng ký kênh Yoga by Sophie để liên tục cập nhật các video mới nhất và miễn phí tập yoga tại nhà nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Namaste!